Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của A Chu. Thì hôm nay là đầu tháng, thì cũng muốn là lên giao lưu với các bác một chút cho nó gặp nhiều may mắn. Thì đây là một con dao mà chúng tôi đã quay lên hôm trước rồi. Thì là cán vỏ gỗ nhôm. Thì rất mong muốn là bác nào mua là sưu tầm ở trong này. Đây. Vỏ thì chuôn hương, rất là đẹp. Cái này là nhôm. Nhôm cả vỏ lẫn này đấy. Thì bác nào mua để giá giao lưu cho các bác giá 999.000, hôm nay chỉ có giá trong ngày hôm nay các bác nhé, chỉ có giá trong ngày hôm nay đến mùng 3, hết mùng 3 là không còn giá đấy nữa. Và các bác đặt nào đặt thì giá một con như vậy chúng tôi sẽ lấy cái giá nó sẽ cao hơn 100-200 gì đấy. Đây là cái giá mà con đầu tiên chúng tôi làm, cũng là đầu tháng giao lưu với các bác. Đây. Tất cả mọi thứ đến tay các bác đều ngon lành hành đào. Kiểm tra hàng thanh toán. Con này là thép ti cẩu của Đức các bác nhé. Đây, nay là định quay một con này thôi. Quay một con này giao lưu các bác đầu tháng thôi, nhưng mà có con kia đầu tháng con kia làm đầu tiên. Nên thực sự các bác là mình cũng muốn bán cho nó rất là ngon lành cành đào, nhưng mà cái con này một cái rất là ghét là lần đầu tiên làm cán nhôm mẫu mới, làm rất là bao nhiêu tâm huyết vào đây, đăng bán công khai rõ ràng giá rất hợp lý, có một bác vào mặc cả ngã ngửa ra là mình rất là ghét, thực sự là như vậy đấy. Còn cái con này hôm nay là nên là con chỉ có mục đích là bán con này cho các bác thôi. Cán vỏ hương đỏ rất là đẹp. Con này cũng thép ti của máy xúc. Đây. Cán vỏ gỗ hương đỏ rất là đẹp. Con này cũng là hàng chọn đấy, rất là đẹp thôi. Rất là đẹp luôn. Con này lưỡi nó cũng khá là vừa, không dài đâu. Dùng đa năng rất là tiện. Lưỡi dài 26,5, dày khoảng 6,5 ly. Cũng vừa tay thôi, không không nặng lắm và cũng không nhẹ quá. Rất là vừa tay. Dáng dao cũng rất là đẹp các bác xem nhé. Vỏ cũng rất là đẹp. Giao cho toàn thủ công 100%. Vỏ cũng rất là đẹp. Có hương đỏ các bác nhé. Bình thường các loại hương khác thì màu nó sẽ khác, màu nó sẽ xấu hơn. Như đây chẳng hạn, màu nó sẽ xấu hơn. Đấy, cái loạt này là cái loạt chúng tôi chuẩn bị bán một cái lô video giảm giá khuyến mãi cho các bác. Đang làm nhưng mà chưa mài hoàn thiện được. Cả mấy cái loại đây, trong này cả mấy một ít dao đi hội chợ về đấy, nên là mấy nữa sẽ mài xong là giảm giá một loạt cho các bác. Cũng từ cái đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là cũng có hứa là làm chiên các bác trong cái ngày lễ đấy, nhưng mà thực sự các bác là chúng tôi chưa mài được, chưa hoàn thiện được, nên là chưa 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 đăng video được đấy. Nên là đây hôm nay tiện là đầu tháng rảnh rỗi buổi tối để quay lại cho các bác một con, kể cả con này cũng thế, đầu tháng giao lưu các bác này rất là đẹp. Con này cán sừng vỏ chắc, vỏ gỗ chắc nhé. Lúc đầu nhặt hai cái tấm nó đen xì này, nhưng mà cái tấm này làm ra nó lại ra màu này nên là rất là khó tránh. Này rất là đẹp, cán sừng trâu, sừng đặc luôn. Con này thì lại là thép 80 CRV nhập Mỹ. Con này thì là bán giá khuyến mãi thôi. Nên là bác nào mà quan tâm thì nhắn tin riêng cho em theo cái số điện thoại này. Theo số điện thoại này các bác nhé. Vì là công khai giá lên đây cái con này lần sau bọn em rất là khó bán. Nên là
là chỉ bán giá khuyến mãi cho các bác nào nhắn tin hỏi con này thôi, chứ công khai giá ở đây là sau cứ áp theo cái giá khuyến mãi đấy bọn em làm không làm được. Tâm sự các bác là như vậy. Con này dài 24,5, hôm nay đo là dày hơn 6 ly một chút, rộng 4,3 4,4. Con này các bác dùng là vừa tầm này, không nặng quá không nhẹ quá là dùng rất là sướng này đấy, cán vỏ khô chắc. Con này giá giá thì rất là đẹp rồi, nên là các bác quan tâm thì nhắn tin cho em, vì là không thể công khai nên là rất mong các bác thông cảm. Cái con cán sừng này, cán sừng này các bác có thể bỏ cái khâu đít này đi cũng được, vẫn rất là đẹp, chắc đen. Nhiều bác nhìn thì giống như kiểu mun sừng nhưng không phải các bác nhá, nhìn kỹ nó vẫn là da màu đỏ này, màu đỏ dưới này. Thì đợt này chúng tôi bán những cái con này rất là dáng rất là đẹp rồi, thì tiện đây khoe các bác một chút. Thì đợt đây chúng tôi làm một cái loạt như này, thì không biết là nó có tiện hay không, nhưng mà cũng muốn là nó là một cái gì đó để bảo hành hoặc là cho các bác giới thiệu giúp chúng tôi. Thì muốn muốn là làm cho các bác nó chuyên nghiệp hơn một tí. Thì bây giờ là đây, các bác đợi tôi chút nhé. Bác nhìn rõ không ạ? Thì cái này nó giống như kiểu là một cái tem bảo hành hoặc là một cái cáp gì đấy thì các bác hiểu thế nào cũng được, nhưng mà nó có giá trị như thế này. Thường thì các bác mua rau tôi không cần cái này, chúng tôi vẫn bảo hành bình thường, nhưng mà các bác có như này thì các bác khi các bác mua rau, các bác nhiều khi các bác muốn liên hệ cho tôi tìm nó khó, thì các bác cứ giữ lại cái tem này, chúng tôi sẽ dán trực tiếp lên bao rau, ví dụ như những cái thông tin này. Thì các bác có vấn đề gì các bác cứ, thứ nhất là đây là tên, tên này ở cả trên hộ kinh doanh đăng giấy để phép đăng ký hộ kinh doanh của tôi cũng là tên là như thế này, là giao thủ công của người Hơ Mông Lai Châu. Các bác có thể tìm kiếm từ trên Facebook fanpage đến YouTube, hoặc là các bác cứ lên Google các bác gõ Gia Va Chu là nó sẽ ra những cái thông tin liên quan đến chúng tôi. Dưới này chúng tôi để ví dụ như là những con dao nào mà chúng tôi dán đính kèm, thì chúng tôi sẽ ghi là đây, cái này cho đây. Đây, những con dao nào chúng tôi sẽ như này. Các bác mua, ví dụ các bác mua con này thì chúng tôi sẽ dán như này. Đấy. Chúng tôi sẽ dán trực tiếp lên thân dao như này, sẽ ở phần lưng dao. Ở đây. Nó sẽ là đến chỗ này là nguyên liệu thép này, cái này là thép ti cẩu này, gỗ này, gương đỏ này, cái ngày xuất xưởng là tháng 5 năm 2023. Còn ở đây là có hình ảnh của chú nhà thợ rèn, thợ rèn lên con dao này. Đấy, chú ấy đang ngắm con lưỡi dao này. Thì là ở đây chúng tôi xin phép không biết là có được làm nghệ nhân hay không, nhưng mà chúng tôi cứ đưa lên đây thì chú ấy cũng gắn bó với nghề cũng đến nay cũng là hơn 40 năm rồi. Thì cái này là tôi tự phong nhé, cũng chả có đơn vị nào phong cả. Đấy. Nghệ nhân rèn Hơ Mông. Hơ Mông ma, tên là ma nhà các bác nhé. Ở bên này thì là các bác cứ nôi, các bác điện thoại các bác có thể quét đây là cái mã QR Zalo của tôi. Còn đây là dưới này là địa chỉ lò rèn là tổ 24 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu. Và đây, giao bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất xưởng. Đây là số điện thoại, hai số điện thoại của tôi. Zalo, các bác có thể liên hệ vào Zalo số nào cũng được, hoặc các bác gọi trực tiếp cũng được. Các bác lên gọi trực tiếp khi chúng tôi đăng video này thì nó sẽ khách quan và thực tế hơn là trao đổi qua Zalo, trao Zalo cũng được. Nếu mà các bác mà ngại gọi thì các bác có thể liên hệ qua Zalo theo hai số điện thoại của tôi. Thì thường thường là tôi cũng mới làm cái này nhưng mà nhìn nó cũng cảm giác nó cũng hơi thô một tí đấy, nên là
cũng mong muốn là cập nhật theo xu thế một chút đấy, nên là những con dao như thế này khi các bác mua chúng tôi sẽ cuộn dây như thế này. Các bác mua dao thì nó quá quen rồi. Xin lỗi các bác nhé, tôi đang bị kiểu trào ngược dạ dày. Đây, khi chúng tôi gửi các bác, chúng tôi sẽ đây như thế này, cái dấu như thế này đấy, nhìn nó có vẻ chuyên nghiệp hơn đúng không ạ? Đấy. Đấy thì video này nên cho các bác cái con này, cái con hương đỏ này, cái ti cầu này, giá là con này là kích thước là dài 26, dày 6 hình như thế, mình lại nó chưa đo, vừa đo nhưng mà quên mất. À, con này sẽ bán cho các bác là giá khuyến mãi nhé, 800.000 đồng bao cước, 800.000 đồng bao cước, chỉ một con này thôi nhé các bác nhé. Con này là 990.000 đồng bao cước. Còn con cán sừng thép 80 CRV vỏ gỗ chắc đỏ đen này thì các bác vui lòng liên hệ theo Zalo của tôi để được cái giá đẹp nhé, chỉ có một con thôi, chỉ có một con thôi đấy. Hôm nay tiện đây đầu tháng giao lưu các bác thêm cái loại này nữa. Thêm con này nữa đi. Con này đi. Con này là thép Nam Cưa, Nam Cưa Canada. Các bác nhé, Nam Cưa Canada. Rất là đẹp. Dài 27,5. Cán vỏ cũng muôn sọc. Giá bình thường chúng tôi đang bán là 1 triệu 100. Trong video này chỉ có một con này thôi các bác nhá, bán là 1 triệu tròn bao cước, hoặc là 999 ngàn bao cước, giá giao lưu anh em đấy, có vài con này thôi. Còn đây có một con này chúng tôi đăng kênh phụ là 750 ngàn đồng, 750 ngàn đồng, thêm 30 ngàn đồng người cước nữa là 780 ngàn đồng. Thép lò xo tẩu hỏa của Nga, cái loại này thì chặt chém vô tư luôn, cực ngon, sống dày khá dày, chặt đầm, sống này tầm 7 ly. Đó, thì cũng giao lưu vài con với các bác như vậy. Thì sắp tới sẽ lên, khi nào chúng tôi mài xong cái đống kia, chúng tôi sẽ làm thêm một lần giao lưu nữa. Thì rất mong các bác ủng hộ. Tất cả các cái con dao mà chúng tôi bán, từ giá giao lưu đến các loại, chúng tôi đều có bảo hành các bác nhé. Nên các bác cứ yên tâm. Tại vì là nhiều bác yêu cầu là cái con dao là phải được thử trước khi thanh toán, thì thực sự với các bác rằng là cái con dao này chúng tôi để mà gửi được hàng đến tay các bác ấy, nó là cả một vấn đề rồi. Bây giờ các bác muốn thử chức nhân viên điện nữa thì thực sự cái này nó cũng rất là khó khăn đối với tôi, ví dụ như những con dao bếp thì không nói đấy, nên là các bác mà không, các bác thông cảm, có vấn đề gì các bác gửi lại tôi bảo hành nhá. Với lại con dao chúng tôi cũng đã mài mép nó rất là mỏng rồi, đây các bác xem, mà các bác cứ đi chặt sắt mấy các thứ thì dao nào nó chịu nổi. Nhiều bác cứ đi chặt sắt các thứ tét dao thì nó rất là khó. Như trước tôi bán cho một bác ở Bắc Giang ấy. Bác cứ lấy về các bác chặt chặt gạch xỉ, không phải gạch xỉ mà gạch gạch bê tông, gạch dạng gạch gạch ba vanh, nó là gạch trộn giữa hỗn hợp giữa xi măng, đá đá mắt mèo và cát à, hay gì đấy, mà chặt nó giống như kiểu là gạch bê tông ấy. Nên là thực sự là có nhiều khi các bác dùng các bác không hiểu về dao, các bác xem quả quảng cáo chặt sắt nhiều nên là các bác nghĩ con dao nào cũng chặt sắt đấy, nên là những cái vấn đề này thì chúng tôi đã cố gắng làm hết sức có thể là các bác dùng con dao nó sướng nhất rồi. Còn các bác đừng quan trọng là các bác con dao nó sẽ làm được gì, ví dụ như con dao cái con dao này các bác mua về với mục đích các bác dùng trong gia đình chứ không phải các bác mua về để chặt sắt đấy, nên là các bác lưu ý cái vấn đề này nhé. Vâng, xin chào các bác. Giá thì rất là đẹp rồi, các bác nào nhanh tay thì còn hàng nhé. Rồi, xin chào các bác, giá rất là đẹp nhé. Hôm nay lên một cái bill rất là đẹp cho các bác. Các bác nào chậm chân trong vòng 1-2 ngày thì chúng tôi vẫn còn những con khác có thể giao lưu với các bác. Rồi, xin chào mọi người nhé.
Điện thoại cũng hết pin rồi.